Đường Giê-xu. Không khó để tìm một con đường, một lối đi mang tên Giê-xu, nhưng thật khó để chọn và bước đi trên con đường ấy, dù biết đó là con đường đến vinh quang phục sinh. Đơn giản, vì đó là đường thánh giá, nhiều đau khổ, phải hy sinh và dám chết vì Thầy, vì sự thật, vì công lý, vì tình yêu đồng loại. Một con đường với thế gian là nỗi ô nhục và điên dại. Thế gian, đường vinh quang xây sát thủ, nhưng là môn đệ Thầy thì phải yêu kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. Đường thế gian là ăn miếng trả miếng, mắt đền mắt, răng đền răng. Đường Giê-xu là ai vả má bên phải thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Phải tha thứ đến 70 lần 7. Thế gian thích chọn những con đường rộng thênh thang, những con đường tắt. Nhưng Thầy thì dạy là phải đi qua cửa hẹp. Thế gian chọn con đường triệu view, triệu like để nổi tiếng và thăng tiến. Còn Thầy thì nhắc nhở, làm gì thì đừng để tay trái biết việc tay phải làm. Đường Thầy muốn là vậy. Vì sao? Đơn giản, vì đó là Giê-xu, vua tình yêu. Vinh quang phục sinh của Thầy Giê-xu đã khởi đi từ gian khổ thập giá. Chúng ta, những môn đệ của Thầy, không cho phép mình từ khước con đường ấy. Vì như lời Thầy phán, ai muốn theo Thầy phải từ bỏ mình, vác thập giá mà theo. Tôi và bạn hãy can đảm vượt khó để lên Jerusalem với Thầy. Hãy động viên nhau chọn đường Giê-xu và đừng bao giờ làm nhục chí anh em mình như Phêrô đã ngăn cản hành trình lên Jerusalem của Thầy. Audio suy niệm Chủ nhật 22 thường niên của Linh Mục Domenico Nguyễn Hoàng Dương. Cảm ơn quý cộng đoàn đã lắng nghe và theo dõi các video của YouTube chính thức của Cộng đoàn Công giáo Việt Nam Tây Úc. Nếu thấy hay và ý nghĩa, xin chia sẻ cho người thân và bạn bè. Cũng đừng quên like, comment và subscribe để nhận được những video mới nhất. Xin cảm ơn và xin chúc thật nhiều bình an, hạnh phúc.